lăn ra để cho mấy anh kia đốt bàn nha. Rồi chầm lăn ngồi xuống, không chớp mắt không dễ để y vậy luôn, người ta sao chỉ cầm cái lăn chầm lăn ngồi xuống thôi. Đúng rồi, chầm vô quay lại đây, dở đầu lăn ra đi ra, chầm đầu lăn quay lại đây, ngồi xuống. Không có con đi có gì con đều lăn coi chừng dưới cây dưới cờ được. Còn một con nữa có đứa nào? Bắt đầu mấy anh hướng dẫn lên á, cho nó lên đây ngồi xuống rồi chăm hãm nha. Không quay đỡ lòng ngồi vào mỏm nha, đứng chạy quay hết được. Em nè, chừng nào mấy con lăn nè, chừng nào ta kêu chết mắt mới chết nha. Kêu con nào cũng đó chết, phải kêu chết cái xuống nhà chết nha. Thở chớp mắt nè, lắc mũi nè, mở miệng nè, rồi đứng lên hỉ cái nè, thở thôi. Đấy. Hỉ không? Rồi. Mở không? Điểm sáng cho não nè. Mở mắt lên. Mở mắt nè. Mở mắt lên. Chớp mắt đi. Mở mắt nè. Mở miệng ra, mở mũi ra. Rồi chấm phô cả thân luôn. Rồi dứt qua đây cho sếp. Rồi mở dây. Rồi từ từ đứng dậy hỉ nha. Cặp đỏ nè. Đỏ. Hỉ. Rồi lôi ra phía sau. Từ con. Đây ra đi. Đây nè. Rồi hai vàng nó tiến lên nè. Rồi xuống nè. Rồi xuống. Rồi. Tránh nè. Mở trán. Mở mắt. Rồi chớp mắt nè. Chớp mắt. Rồi. Miệng nè. Miệng đi. Rồi, lôi ra đây, đứng đây chờ cho hai đỏ lên, cho con thỏ lên trước. Thỏ đi lên trước luôn rồi nè. Rồi chậm xuống lên trái cho. Rồng. Nhanh lên vô. Nhanh lên rồi. Hạ đầu xuống. Đôi tiếng lên đây. Thở lôi lại nè. Để chỉnh lên thở lôi lại. Rồi chú ba ơi. Mở mắt rồng. Rồi mở miệng. Mở đôi luôn chú ba ơi.
Rồi toàn thân luôn nha. Rồi lắc làm lên, lắc cái đầu đuôi thôi, lắc đầu đuôi thôi, sống lên thôi, không cần múa. Rồi thôi. Đó hình này cầm đuôi ra luôn, cầm giữ cái gì luôn nha. Lui lui đuôi ra. Lui cái đuôi ra. Lui đuôi ra. Mở dây chưa? Mở dây cậu lên miếu. Lui ra, nó bắt chân nha. Lui vô cao đó nha. Rồi. Thở lên chú đi. Thở lên. Tay qua, tay qua, tay qua, lại. Thank you.
Thank you.